Chị nghĩ rằng đây cũng không phải là một bài hát dành cho số đông, nhưng mà nó cộng hưởng về đẹp trai của em này, chất giọng rất là mát của em, cộng hưởng với một cái phong cách biểu diễn rất là lãng tử. Phần đông những cô gái khi mà nghe em hát bài này thì chị tin là sẽ đổ dạp trước cái câu hát của em. Em tin rằng là ca khúc này sẽ chinh phục được chị. Chắc thế, chị cảm thấy là bị chinh phục rồi đó. Chị đã có công ty quản lý chưa? Dạ em chưa. Thì bây giờ chị offer này nhá. Em là một trong những cái người hiếm hoi mà thể hiện cái sự ương bướng và cái cá tính của mình ra ngoài, nhưng mà lại không làm cho người khác cảm thấy khó chịu. Chị offer là nếu mà em có thể kết hợp với chị thì chị sẽ đưa tên tuổi của em lên một cách nhanh hơn. Chị sẽ đầu tư về em một cái con đường rất là dài. Thì nếu như mà em đồng ý thì hết chương trình mình liên lạc với nhau. Gửi gắm yêu thương vào trong khúc ca, sưởi ấm con tim em bằng giọng hát. Và biết đâu khi ngày mai nắng hạ rọi xuống đôi ta phải thành duyên. Mây và mưa đã tìm thấy nhau mà cứ sao ta lại chưa thể. Con tim tôi nghĩ về em thôi mà loạn hết cả nhịp. Em ơi em đi đâu mà vội, chút son với cây mắt đã lung linh lắm rồi. Ôi thế thôi là đủ đắm trong suy tình. Em như là gió thu nhẹ, một chiều thoáng qua làm tôi thẫn thờ. Và rồi trái tim tôi đã rộn ràng vì em. Xin hãy là hướng dương vì một khi đã trao lòng tôi đến nàng. Nàng cười cho ta những đóa môi cười, làm tôi nhung nhớ bao ngày. Ở bài hát này thì Ngọc cảm giác là nó rất là thông dong nè, ung dung nè, rất là đời. Và quan trọng có chất liệu âm nhạc nó rất là mới, có lẽ là sẽ không hợp với Ngọc. Cái cảm xúc là Ngọc cần một bài hát nó có chiều sâu hơn. Chị thì chị thấy nó sâu ơi là sâu ấy em ạ. Thị trường này đang rất là thiếu một cái người như em. Thật sự em rất trẻ, cái phong cách biểu diễn của em giống như là một gentleman vậy. Cho nên là em hoàn toàn có thể không cần phải cạnh tranh với bất kỳ một nam ca sĩ mới nào. Em đang đi một cái con đường mà một mình em sẽ đi. Em mà chấp nhận offer của chị thì chị sẽ đưa em đi cùng trong cái tour tại nước Mỹ. Và em sẽ có show và em sẽ được biểu diễn luôn nếu như mà em về với công ty chị. Xin cảm ơn rất nhiều. Nếu mà có em cần gì về âm nhạc nữa, anh Huy Tuấn sẽ sát cánh bên chị. Còn nếu mà em cần về tiền nữa thì anh Dược Sĩ Tiến phải đi cùng chị. Còn không chị sẽ vay VPBank để đầu tư cho em. Anh rất là đồng ý với Hương Giang. Từ rất là lâu, cái phong thái đúng là một gentleman như Huy rất là hiếm. Các ca sĩ trẻ bằng tuổi Huy thì họ phần lớn là theo độc lập. Họ cũng không cần một cái thị trường lớn hơn hoặc là dạng idol. Những cái ca sĩ như thế thì chúng ta rất là thường gặp. Còn ở em với cái những sáng tác rất là sâu sắc từ những cái vòng trước. Thậm chí là nó cũng phải là có nhiều chất thương mại ở trong đấy. Nhưng mà rõ ràng em là một trường hợp rất là đặc biệt và đặc sắc. Anh cũng đã là một fan của em rồi. Anh nghĩ là nếu mà Hương Giang đầu tư thì chắc chắn sẽ thành công trong cái việc đầu tư của mình. Em mà thâu tóm được trái tim chị Giang thì em thâu tóm luôn cả anh trong lòng bàn tay rồi. Bởi vì từ trước tới giờ anh chưa từ chối Giang được bất cứ chuyện gì. VPBank Neo, ngân hàng số toàn năng, lướt chung nhịp sống, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.